Thế nên là nó bị nó nóng quá hả? Nó nóng quá, cái này nó tự điều chỉnh. Nóng quá là nó ra ngoài. Mà tại vì trong này cũng đang căng mật lắm đúng không? Đây, mật rồi. Đây. Đây mang hẳn chỗ sáng, nhìn đi, có nhìn đi. Đây bộ mật hết đến đây. Bộ mật căng đét đây rồi đi. Đây, đây, đây là cầu ngoài nhỉ. Thế mặt mặt bên này. Mặt bên này thế, đây, đây cầu trong rồi. Nó nóng quá, nó cái này nó tự điều chỉnh được, nóng quá thì nó ra ngoài. Đây bộ mật này, hình như nhộng. Đây một số mật nó biết nắp rồi này. Đây. Nguyên cái giải trên này bộ mật hết phải không? Đây bộ mật hết này. Đây này. Cứ bốn cầu này là về mùa này là nó có thể được gần lít mật một tà. Đây chào các bác nhá. Đây là cái thùng ong mà anh em tôi thực tế đang xem, đang tính là sang thùng khác để vận chuyển cho khách nhé. Nhưng mà anh em nhỡ tới muộn quá, ong nó không vào kịp thì cái này phải hẹn ngày mai mới sang được nhé. Đây các bác quan sát này, bầu mật phía trên này này. Đấy, con nhộng nó đẻ bít. Còn đa số là gần bít nắp này này. Thế này là lắp nhộng hay lắp gì? Đấy nhộng này. Đấy phần bít nắp này là phần lắp nhộng này. Đây là đàn này đàn 4 cầu này. Đúng, đây là đàn ong 4 cầu nhé. Nói chung là các bác hoàn toàn yên tâm là cái ong giống đó là phải đẹp, đầy đủ số quân. Nhộng. Cầu nhộng là 3 thế hệ nhé. Cầu nào cũng đẹp tuyệt vời luôn. Còn bây giờ nó đang là đầu mùa hoa bạch đàn. Và thực tế như mấy cái thùng 4 cầu này mà các bác đem về, nó ổn định 1-2 ngày thôi là sẽ quay luôn, quay được mật luôn nhá, quay được mật luôn. Nó nóng quá nó tự điều chỉnh nó xuống hết cái đây. Đáng nghe là anh em tôi đi muộn quá, nó ra ngoài, nó không, không. Nó chưa vào kịp. Đấy, bây giờ muộn, bây giờ muộn quá rồi, mình không sang thùng kịp nữa nhá, mình không sang thùng kịp nữa. Chiều mai đây là đàn 3 cầu nhá. Còn đàn bên này đàn 3 cầu các bác nhá, đàn 3 cầu quay bên trong này. Đây cả chuyển ba cầu này, chưa cả tháo bông. Cái này anh còn chưa bỏ ghim á? Chưa. À. Thì cái này mình để xa nhà mình phòng, khi mình không tháo ghim mình để nhỡ nó đổ thì nó không ảnh hưởng gì. Vâng. Nhưng mà không tháo ghim không sao. Ừ, không sao. Đây các bác thấy này, đàn này đàn ba cầu nhá, quần cực kỳ luôn. Đắp vào đầu đắp dính này. Này. Đâu? Đây các bác quan sát mặt này, các bác quan sát kỹ này, cái phần trên này này. À đây, đây anh giữ yên nhá. Đây, đây là bò mặt trên này. Đấy, phía trên này bò mặt này. Đây, đây anh giữ yên nhá, giữ yên nhá. Này, bên trong kia là đây thôi. Đây, bò mặt căng đét luôn. Rồi nhộng bít nắp, nhộng lon. Đây, bên này. À, rất là đều nhá, hai mặt đều nhau hết nhá. Đây, quân thì nó lóng quá, nó không vào cầu ấy. Nó đổ hết xuống dưới, nó ra ngoài. Để nó điều chỉnh được, mùi thơm. Thơm phức. Cái phần... phần bít nắp đấy là phần nhộng phải không anh? Thế còn cái phần nhộng non? Nhộng non bên dưới này, nó đẻ dưới này. Đẻ ô dưới đấy. Vâng. Đây cái đàn này nó nhiều mật nó ra hết ngoài. Có nghĩa là nó nhiều mật quá nó nóng rồi. Nhiều mật quá nó nóng nó phải tự ra để nó điều chỉnh cái nhiệt độ trong thùng của nó. Thế mình phải xuống thật sớm, mình sang thùng mình chuyển ra thì mình mới đuổi chỗ này vào được. Vâng. Còn giờ mình xuống này nó không kịp. Có nghĩa là ong này nó luôn điều tiết là cái nhiệt độ trong thùng ở một mức nhất định. Thì bây giờ trong thùng này nó đang căng mật quá, nó nóng thì số quân nó sẽ bu ra ngoài. Đúng không anh? Đấy nó bu ra ngoài đấy, xong rồi lúc nào tối nó mát thì nó lại vào hết. Đấy, tối nhiệt độ nó thấp nó hạ xuống thì nó lại tiếp tục vào nhá. Đi xem ong cứ những đàn nào nó ra ngoài là những đàn đông tần hay đông. Đây các bác xem thực tế, đây là cái trại ong của bên cơ sở chúng tôi nhá. Trại ong bên cơ sở chúng tôi này. Bây giờ là đang đã khai thác hoa bạch đàn nhá. Hoa bạch đàn. Đây các bác quan sát này. Thùng này thùng 4 cầu anh. Thùng 4 cầu. Quần cực đông luôn, tràn hết ra ngoài này. Anh mật đi. Nó cứ thùng nào nó ra ngoài thì nhiều mật đi. Đây các bác quan sát này. Bắt đầu để ong đen này. Mật căng đét rồi này. Đâu ong đen rồi. Đấy, nhộng như thế này, mật thì nhìn mật. Đây ong đen này. Bắt đầu đến hoa cái nữa để ong đen.
Đấy, cái mũ ong đen nó cao hơn. Mũ ong đen nó cao hơn. Còn mũ kia là mũ ong thợ thấp hơn. Cái nó nỗ nào là nỗ nhộng con. Đây nó nở xong cái đây nhá, nở xong cái nó đẻ đây. Mật mới lấy về nó sẽ đẻ đây, tối quạt thì nó cho lên đây. Thế còn hoàn toàn đây. Có nghĩa là mới lấy về là bầu mật ở dưới này. Đây mật nó đẻ ong ánh này. Vâng vâng. Nó lấy về nó đẻ đây thế tối lúc đấy nó mới cho lên. Vâng. Đấy, thế còn nó đẻ đây những đẻ này. Đây. Đẻ đây trứng trắng này, trứng trắng. Ừ. Thế nó đẻ đây này, bộ, các bác xem này. Bầu mật nhánh luôn này. Cái này mà nó quạt mật khô thì nó sẽ biết nắp này phải không? Ừ đấy. Thế đây này vẫn là nhộng hay là mật? Đấy mật đấy. Đây là mật mật khô mật đã. Mật đấy nó biết nắp vào rồi đấy. Mật mật ra. Mày mới tay mày cạo ra cứ, đây đi. Ừ, cứ cạo ra mai đấy để lấy mà. Mật già nó biết nắp rồi. Ừ, đây nha, giờ mình cạo này mai cái này nữa này. Đây đấy mật không. Thì đây là chính cái nắp bít ấy mà khi chúng ta quay mật chúng ta phải cắt nó đi ấy. Ừ, đấy. Đấy. Đây là cầu ngoài nhé. Cái này nếu mà càng cầu trong thì cái lượng nó bao giờ nó nhồi từ cầu trong nó nhồi ra lượng mật lượng quân là sẽ quân nó nóng là nó ra ngoài à. Đây này ừ. Như cái cầu này thì cực kỳ luôn các bác này đấy. Mật bít nắp gần hết rồi này, bít nắp vàng ươm. Thế này là già rồi nhưng mà mấy nay là bận là không đi quay được đây. Cái này đúng nhọc. Ra là chỉ 1-2 ngày nữa là quay tốt không anh? Là phải quay rồi nhưng mình không quay mình bận. Mới lại nó nóng quá. Nóng quá quay nó vất vả. Đàn nó mát giờ thì quay thì khoảng 16 nó quay vì à. Nó nóng những cái đàn là cứ nhìn ong này. Những cái đàn này nhìn nó ra ngoài như thế này. Ra ngoài này là nó nóng là nó ra hết ngoài. Số quân đông này. Mới lại trong thùng có nhiều mật. Đúng không anh? Đấy, trong thùng nhiều mật thì nó nóng nó phải ra ngoài thì nó mới điều tiết được cái nhiệt độ ở trong thùng không? Vâng. Nếu trong đấy nó nóng rồi phải chảy cửa cầu. Vâng vâng. Đấy các bác quan sát thấy nhá, đây là anh em tôi đang đi thăm thực tế nhá, thực tế chạy ong. Thùng nào cũng rất là đạt. Thùng nào rất là đạt luôn. Thế còn các bác mua ong giống mua ong về khai thác thì anh em chúng tôi sẽ phải lựa chọn cho các bác cái thùng nào là đẹp nhất, rực rỡ nhất, những cái cầu đẹp nhất để cho các bác nhá. Các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng ong nhá, không phải suy nghĩ nhá. Mà phải đàn lấy về đến tận chiều tối nhá, những cái con về nít lo vằn ấy này là ong có mật này. Đây là cái mùa này là đang mùa nở hoa bạch đàn. Nó nóng quá. Mà hoa bạch đàn thì là tiết ở buổi chiều là nhiều. Thế đây là những con về là toàn bộ là đít căng tròn đây nhỉ. Đấy đít căng tròn, con nào về đít căng tròn. À. Đấy giờ nó vẫn đi này. Tối mịt chưa ấy. Nếu mà chẳng hạn như chuyển bây giờ nhưng mà ấy phải tối hẳn. Thế cái này là mai anh em tôi mới tiến hành ghim được nhá. Đây. Rất là nhiều, đủ các vị trí luôn. Thùng nào cũng đẹp. Bây giờ đang mùa khai thác ong bạch hoa mật bạch đàn nữa các bác nhá. Hoa mật bạch đàn. Anh này không bảo em sớm. Nhưng mà tôi nghĩ là nó nặng đây. Quá, nó ra nhiều như thế này. Đấy, ong cực kỳ đẹp các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi nhá. À, các bác có nhu cầu về ong giống, ong khai thác. À, mùa này là các bác là mua ong về là ong khai thác luôn. Đây, đàn này có 3 cầu thôi các bác nhá. Quân như này mà nó chào ra ngoài này. Như thế này cơ. Đây phía trong này, phía trong là nó trào hết ra vách thùng luôn. Cửa này đúng cầu tướng. Cái này chắc mật rực rỡ lắm anh nhỉ. Cái đàn nó đây, nhiều. Đây nó bu hết ở ngoài luôn. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi nhá.